Số 489, Kinh Trừ Cả Chướng Bồ Tát Sở Vấn, quyển 7. Lại nữa này Thiện Nam, thế nào là Bồ Tát như gió đi khắp không bị ngăn ngại? Này Thiện Nam, như gió ở thế gian, trong tất cả nơi chốn không nương tựa, không vướng mắc, cũng không có hình xác, nhưng có thể thổi tới bất cứ nơi nào. Từ cung điện lầu gác cho đến núi Tu Di, biển cả thể đều có gió thổi. Gió trí tuệ của Bồ Tát cũng là như thế. Đối với mọi nơi chốn cũng đều không bị vướng mắc, nhưng có thể nêu bày, gây tạo tất cả các pháp như uẩn, xứ, giới, uẩn, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức, giới, tức nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, tiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, thân, xúc giới, thân, thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới, xứ là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ, cho đến pháp thế gian và pháp xuất thế gian, cùng với các hàng trời người, Chư Luân Thánh Vương, Phạm Vương, Đế Thích, Trời Hộ Thế, Chư Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thanh Văn Duyên Giác, các Bồ Tát, Bậc Nhất Thiết Trí, dù có chỗ tạo tác nhưng thảy đều không trụ trấp, vướng mắc. Bồ Tát ở khắp mọi nơi không hề trụ chấp vướng mắc, như các chúng sinh hoặc có tánh hoặc không tánh, hoặc tánh hoặc khác tánh hoặc là tánh chân như. Tuy có vô số tâm như thế, nhưng không có chủng loại nào dị biệt, không gây tạo cũng không có chỗ duyên dựa. Hết thảy đều là cảnh giới giải thoát, không chướng ngại. Do đó các vị Phạm Vương Đế Thích Trời Hội Thế, theo như lý mà hành hóa nên trong mười phương thế giới không biên vực, hết thảy hữu tình, cùng sự việc của hữu tình đều khiến đạt được. Ở mọi nơi chốn đều hoàn thành rồi, cho đến trong biên vực sâu cùng của kiếp số, ẩn dấu không hiện, nhưng pháp thân thì không thể phân biệt, cũng không phải là không thể chia ra. Đó là Bồ Tát như gió chuyển động không hề bị ngăn ngại. Thế nào là cảnh giới hành hóa của Bồ Tát không có biên vực? Như gió nơi thế gian có thể ở trong vô lượng thế giới phát khởi, tạo thành tất cả mọi hạt giống. Gió trí tuệ của Bồ Tát cũng là như thế. Ở trong vô biên tận cùng của tất cả các pháp thế gian và thắng nghĩa đều hiển hiện rộng lớn, khai mở nẻo giác ngộ, an lập trọn vẹn cùng giảng nói nơi chúng hội của Như Lai, chúng hội của Bồ Tát và hết thảy chúng hội nơi thế gian, suy nghĩ, hành động luôn thuận hợp, tâm không bị ngăn ngại, nên mọi phương xứ tại đều thông đạt, không có giới hạn, là cảnh giới hành hóa của Bồ Tát không có biên vực. Thế nào gọi là Bồ Tát như gió có thể làm sụp đổ, phát tan đỉnh núi cao ngạo, kiêu mạn của hữu tình? Như gió trong thế gian, tất cả những thứ như núi đá, rừng rậm, cung điện đều có thể thổi bay, phá vỡ, khiến sụp lở, ngã đổ. Gió trí tuệ của Bồ Tát cũng là như thế. Những thứ kiêu mạn, đam mê, chấp trước, thân kiến, cao ngạo, những hữu tình cậy vào hình sắc của tuổi trẻ, khỏe mạnh, sung sức, giàu sang, sống lâu, không bệnh, yên ổn. Cùng với những hiểu biết rộng, thông kỹ nghệ, biện tài, thân thuộc phú quý, vân vân, những hữu tình như thế do duyên cơ ấy nên khởi tâm ngã mạn, chấp tướng, làm điều sai trái với chánh đạo. Bồ Tát có thể vì các chúng sinh ấy giảng nói chỉ bày pháp thù thắng để phá trừ tâm kiêu mạn của họ, khiến họ khéo lìa xa cấu nhiễm, đạt được thanh tịnh. Đó là Bồ Tát như gió có thể thổi làm sụp đổ phá tan ngọn núi kiêu mạn của hữu tình. Thế nào là Bồ Tát như gió thổi lay tạo các đám mây mưa pháp lớn? Như gió ở thế gian thổi lay các đám mây lớn từ bốn phương nổi lên. Những vần mây nhiều màu sắc chuyển động phát ra âm thanh sâu xa êm dịu. Những tiếng sóng biển cùng với số các âm thanh ca vịnh vang rõ, không ngừng. Những âm thanh trong trẻo tuyệt vời khiến tâm ý vui thích. Các ánh chớp nối tiếp đẹp đẽ hiện bày cùng khắp cả đến trăm ngàn ức thế giới đều có thể thổi lay. Tất cả những nơi chốn đáng ưa thích trong thế gian, các thứ hạt giống, lúa mẹ, rừng cây, luôn tuôn xuống các loại mưa quý giá. Gió trí tuệ của Bồ Tát cũng là như vậy. Thừa hiện ra vô số các loại mây thân tướng vi diệu, ánh sáng
tỏa chiếu khắp mười phương thế giới, khiến hết thảy hữu tình đều yêu thích. Sắc tướng nổi bật hơn hết, ánh sáng rực rỡ, hòa diệu, dùng để trang nghiêm, phát ra pháp âm như thật, cùng 60.000 loại âm thanh nhiệm màu hơn hết. Gió đại biểu của Bồ Tát hiện bày khắp pháp giới, thâu tóm khắp các thế gian, che phủ tất cả thế giới, cơ vớt hết thảy các loài hữu tình nơi cõi ác. Chốn nạn hiện đủ mọi tướng tốt rạng rỡ, mọi ánh sáng thanh tịnh tỏa chiếu, hộ trì, khiến cho hết thảy hữu tình đều thành tựu hạnh chân chánh, phá diệt hạnh tà, tuôn các trận mưa pháp lớn, các vật dụng để trang nghiêm, để trang trí, mà trang nghiêm cho họ, lập nên các cõi an vui tối thượng, khiến cho hàng trời người thảy được trụ vào nơi chốn hỷ lạc tột bậc. Mọi thứ hạt giống pháp thiện hiện có của thế gian và xuất thế gian, nơi cỏ thuốc, rừng rậm đều được ươm trồng. Những thời kỳ an lành đều được trao pháp quán đảnh, đó gọi là Bồ Tát thổi lay tạo các đám mây mưa pháp lớn. Thế nào là Bồ Tát có thể diệt trừ mọi ngọn lửa cháy bừng của phiền não nơi thế gian? Như gió trong thế gian có thể thổi lòng, làm tuôn tế làn nước mát, trong lành dứt hẳn nỗi khổ bị nung đốt của các hữu tình, khiến họ được mát mẻ vui thích. Gió trí tuệ của Bồ Tát cũng là như vậy. Tất cả những phiền não như tham sân si của mọi chúng sinh nơi cõi ác, nhận thức sai ác, tạo hành tà ác, rơi vào cảnh giới bần cùng, đắm nhiễm ái dục, khổ vì oán ghét phải gặp nhau, khổ vì yêu thương mà phải xa lìa, hoặc các thứ bệnh tật bức bách, tham ái, các pháp. Tất cả những lửa cháy bừng ấy đều có thể bị diệt trừ do nước pháp luôn rưới nên được mát mẻ tột bậc. Dùng nguyện lực bất không nên hoặc thấy hoặc biết tại đều không bị ngăn ngại, đó là Bồ Tát có thể diệt trừ ngọn lửa cháy bừng của tất cả phiền não nơi thế gian, cùng đưa các hữu tình ở vào cõi không còn lo lắng. Thế nào là Bồ Tát không lay động nơi pháp thiện của tất cả chúng sinh, có thể cứu vớt mưa lớn thân mạng? Như người trong thế gian nhờ giữ được sức gió khi thở ra hít vào mà duy trì được mạng sống, Bồ Tát cũng là như thế. Dùng gió trí tuệ của mình thành tựu đầy đủ phát thiện cho các hữu tình, khiến họ có được trọn vẹn và đều sinh tâm hoan hỷ. Lại nữa này thiện nam, như gió nơi thế gian có thể tạo nên mọi thứ trang nghiêm tốt đẹp đáng yêu thích nơi tất cả thế giới, đó là núi Kim Cương Luân Vi, núi Tiểu Tiết Vi, núi Đại Tiết Vi, cùng bốn đại châu. Những thứ vật báu trong biển lớn được Kim Luân giữ lấy, núi Tu Di, núi Đại Tu Di và các núi báu khác, cho đến núi Tuyết, núi Hương Túy, cùng các cung điện lầu gác nơi bốn đại châu thuộc cõi Diêm Phù Đề. Nơi Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, do trí tuệ của Bồ Tát cũng là như vậy. Tức có thể phát khởi tạo thành khối phước đất rộng lớn cho hết thảy hữu tình, lần lượt bày biện như tạo nên núi tuyết, nên có sự nhận biết như vậy, tức là chỗ tạo thành khối phước đất trong thế gian, như tạo nên núi Tu Di giữa bốn châu lớn, nên biết chỗ tạo thành bậc thanh văn như tạo nên tiểu thiên thế giới, nên biết chỗ tạo thành bậc duyên giác như tạo nên trung thiên thế giới, nên biết chỗ tạo thành tướng rộng lớn của Bồ Tát như tạo nên tam thiên đại thiên thế giới, nên biết chỗ tạo thành thân tướng tâm phước đức của Như Lai, ca vượt lên trên tất cả thế gian, tận cùng hư không, được tất cả thế giới xưng tán về sự thanh tịnh vi diệu tột bậc, thực hiện mọi sự cúng dường tối thắng, đủ mọi hình tướng, sự việc hết thảy đều hiện tiền thành tựu như thế, thường trụ nơi Tam Ma Xí Đa chánh định. Như tạo thành biển lớn nên biết tức là chỗ tạo thành biển cả chánh định, như tạo thành châu lớn, châu vừa cùng núi đá nơi bốn châu lớn, nên biết tức là những Đà La Ni nhằm hóa độ các học chúng của những hữu tình. Như tạo thành cung điện lầu cát và các tòng lâm, nên biết tức là đã làm thanh tịnh cõi Phật bằng những công đức trang nghiêm. Như tạo thành vô số thứ biến hóa nơi kiếp thọ, nên biết tức là các pháp rộng lớn tự tác tối thượng, như mười địa, mười ba la mật, mười định, các pháp Đà La Ni, sáu thần thông, ba minh, các trí tuệ sáng suốt, mười pháp tự tại, lực vô ý của Phật và các Bồ Tát tâm đại bi, các pháp bất cộng.
Này thiện nam, trong những pháp ấy thì những gì là tướng trong phước của chư Phật Thế Tôn? Này thiện nam, ví như mãn trong một kiếp tích chứa khắp mười phương, mà mỗi mỗi phương đều có vô số thế giới nhiều như các số các sông Hằng. Trong các thế giới ấy hết thảy những loài hữu tình hiện có đều đầy đủ khối phước đức của các tiểu chuyển luân vương, nơi mười lần tam thiên đại thiên thế giới đã có được, đem đủ vô số phước đức của các tiểu luân vương hiện có, cũng như khối phước đức nơi các loài hữu tình kia có được gộp lại, so với khối phước đức của một đại chuyển luân vương là bằng nhau. Lại vượt qua tất cả thế giới ở phương Đông, trong số thế giới ấy, với các loài hữu tình hiện có, và mỗi hữu tình đều có đủ nhóm phước đức của một vị đại chuyển luân vương, như đã nói ở trên. Như thế so đến mười phương cùng khắp cõi hư không, tất cả hữu tình trong hết thảy thế giới ấy, mỗi mỗi hữu tình đều có đủ nhóm phước đức như bậc đại chuyển luân vương có được. Lấy số phước đức ấy để so sánh, thì nhóm phước đức của các loài hữu tình này so với nhóm phước đức của một vị đế thích là bằng nhau. Lại nữa, nếu trong mười phương, mỗi mỗi phương ấy đều có vô số thế giới nhiều như số các sông Hằng, mỗi mỗi thế giới có đó với vô số hữu tình hiện có, đều có đủ nhóm phước đức của một vị đế thích. Phước đức của các vị đế thích ấy góp lại thành của một vị đế thích, rồi dùng số phước đức đó cho đến cùng khắp cõi pháp giới trong hư không, hết thảy hữu tình hiện có nơi các thế giới ấy đều có đầy đủ nhóm phước đức của vị đế thích như đã nói ở trên. Dùng số phước đức ấy để so sánh thì nhóm phước đức của các hữu tình này so với phước đức của một vị đại phạm thiên là bằng nhau. Lại như trong mười phương, mỗi mỗi phương đều có vô số thế giới nhiều như số các sông Hằng. Các loài hữu tình hiện có nơi mỗi mỗi thế giới kia đều có đủ nhóm phước đức của một vị đại phạm thiên. Tất cả gom lại thành một vị đại phạm thiên vương, rồi lấy số lượng như thế tận cùng pháp giới trong hư không. Tất cả các loài hữu tình hiện có trong thế giới đó đều có đủ nhóm phước đức như của vị đại phạm thiên vương đã nói ở trên. Lấy số phước đức ấy để so sánh, thì nhóm phước đức của các hữu tình ấy tức bằng với chỗ chứng đắc của các bậc thanh văn duyên giác Bồ Tát về vô số hào quang lớn nơi đại địa, trao truyền pháp quán đảnh, đạt được mười tự tại với những công đức hiện có. Nay thiện nam, từ sự việc ấy, hết thảy những hữu tình hiện có trong mười phương không hạn lượng thế giới, tận cùng cỡ hư không, dồn chứa khối lượng phước đức có được trong ba đời. Dùng nhóm phước đức ấy tận cùng khắp cõi hư không, tất cả các thế giới hiện có số lượng nhiều như số hạt bụi, rồi gấp lên hàng trăm lần, đức thành mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông ấy có thể thu vào nhóm phước đức kia, dùng 10 lần bội số của trăm ngàn A Tăng Kỳ, rồi gấp lên lần nữa, đức thành 80 vẻ đẹp của Như Lai. Trong mỗi mỗi vẻ đẹp kèm theo kia, thu nạp hết thảy nhóm phước đức, tăng lên bằng số của 10 lần số bất khả tuyết, lại gấp lên nữa, tức thành 32 tướng tốt của Như Lai. Trong mỗi mỗi tướng tốt được thành tựu kia, lấy bội số của 10 lần số không thể nêu bày, được nhân lên, được nhân gấp lên, tức thành tướng bạch hào của Như Lai. Viên mãn, không có uế như vầng trăng tròn này, sáng trong thù thắng. Từ những tướng tốt ấy, dùng 10 lần số không thể nêu bày, không thể nói hết, hàng ngàn ức rồi gấp bội lên nữa, tứ thành tướng tốt nhục kế trang nghiêm nơi đỉnh đầu Như Lai, mà hết thảy những gì cao lớn hiển bày nhất trong thế gian cũng không thể trông thấy được. Từ tướng tốt ấy lấy 10 lần số chẳng thể nêu bày, hàng ức triệu trăm ngàn số gấp bội rồi gấp bội nữa, mới làm nên 60.000 thứ chỗ duyên nơi âm thanh không giới hạn, lan truyền điều màu nhiệm đặc biệt, khiến không nơi nào được khi được nghe mà không khởi tâm giác ngộ, khiến cho khắp các loài hữu tình đều phát tâm đại hoan hỷ. Mở bày chỉ rõ hết thảy các thế giới qua ngôn ngữ thanh tịnh, nơi đại biện tài của Phật. Này thiện nam, đây là nói về tướng trong phước đức của chư Phật Thế Tôn. Như Lai đã dùng phước trí, nơi hạnh thù thắng vô tận này làm trang nghiêm khắp nơi chốn, rộng vi hết thảy các loài hữu tình và cố giúp nuôi dưỡng thân mạng họ. Này thiện nam, giả như tận cùng khắp pháp giới nơi hư không trong mười phương, hết thảy các thế giới ấy,
với những hữu tình hiện có trọn trong một kiếp, thể đều trụ nơi quả vị của Bồ Tát là Địa Pháp Vân. Địa thứ 10, đầy đủ các thắng tướng, là chỗ trang nghiêm của thân ngữ ý, đầy đủ các pháp Đà La Ni, cùng 10 thứ tự tại. Các vị Bồ Tát ấy dùng những dụng cụ làm bằng vàng với vô đàn, dung lượng bằng cỏ hư không, nhiều như số các sông Hằng. Mỗi mỗi dụng cụ ấy chứa đầy các vật báu, trải qua thời gian như thế cho đến biên vật tận cùng trọn vẹn trong kiếp, nơi từng sát na luôn đến rồi đi. Mỗi mỗi đều giữ lấy nhập vào một lỗ chân lông của Như Lai, mà nơi một lỗ chân lông của Phật Thế Tôn, nhóm phước đức hiện có cũng không thêm không bớt. Này thiện nam, đó là tướng trong phước đức không thể nghĩ bàn của Như Lai. Lại nữa những gì là 12 địa, đó là địa chưa phát tâm Bồ Đề, địa hoan hỷ, địa ly cấu, địa phát quan, địa diệm tuệ, địa năng thắng, địa hiện tiền, địa viễn hành, địa bất động, địa thiện tuệ, địa pháp vân, địa phổ biến quang minh Phật. Đó là 12 địa, trong ấy những gì là địa chưa phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát này đã vượt qua hết thảy những hạnh tà của hạng ngu phu, cùng hết thảy các vị trời Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế, các thanh văn duyên giác trong ba đời với những hành tướng an lành hơn hẳn. Vượt qua hết thảy thế gian, làm trang nghiêm cho ba nghiệp thân ngữ ý, nơi vô biên thế giới trong 10 phương, gồm đủ vần ánh sáng lớn rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi, đạt được diệu lực không bị chướng ngại, hành trì Pháp Đà La Ni nơi vô số thế giới, trong mọi mọi tướng mặt tình hiện bày rộng mở. Trong 4 đại châu nơi thế giới, hiện ra khắp nơi các mùi hương, ánh sáng rực rỡ, như vòm lưới rộng lớn làm trang nghiêm khắp các cõi ấy. Hoa sen đỡ chân đặt để khắp, kể đến chỗ tận cùng của đại thiên thế giới. Tôn vẽ trang nghiêm nơi pháp tòa màu nhiệm, đã hết thảy các pháp đều phục thuận hợp, khéo xem xét những thành tựu theo ý, không hề bị trở ngại, duyên theo sự tướng hiện ra, mười loại tướng tốt lớn, cùng vô số các tướng hiện hiện, chỉ bày pháp bất thoái chuyển, nơi hết thảy xứ sở không biên giới, tùy chốn, tùy lúc, hóa độ phóng ra lưới ánh sáng rộng lớn, không thể nghĩ bàn, hiện thân với vô số sự trang nghiêm theo ảnh tượng đến khắp vô lượng cõi nước nơi các thế giới, nhiều đến nỗi không thể nêu bày hoặc lường biết được. Có thể vì những bậc chủ của các cõi ấy khuyên họ thọ trì pháp quán đảnh, làm tăng trưởng sự gia trì, vì tất cả cõi thế gian và xuất thế gian thường xuyên tuôn xuống vô lượng trận mưa pháp báu lớn, với các pháp môn quang minh màu nhiệm đều không bị ngăn ngại, bao trùm rộng khắp, thực hiện phước hạnh đại thí tối thượng, tùy thuận hết thảy thế gian, vì khắp các loài hữu tình tạo đầy đủ mọi pháp bất không theo đúng ý nguyện của họ. Kẻ nhìn thấy đều phát khởi tâm thanh tịnh, thuần thiện, đáng yêu thích, làm chấn động khắp các cõi, theo chỗ suy niệm hướng đến các cõi ác với hết thảy hữu tình ở đấy, do đó mà được cứu độ, khắp chốn thâu nhận pháp môn cúng dường vô biên chư Phật, hiện rõ diệu dụng, nơi hết thảy các pháp chánh định tổng trì, giải thoát thông tỏ, vô biên pháp lạc, với vườn pháp vi diệu hơn hết nhưng không tham đắm, đạt được vô biên ức kiếp không phát khởi tỏ ngộ, không giấy bày nghi hoặc, vui thích nơi hạnh sáng rỡ, vô số ức na do tha trăm ngàn kiếp tu tập đầy đủ phần vị thanh tịnh của Đại Thừa, hoàn thành vô số hạnh lợi tha, trăm ngàn loại phước trí, thắng hạnh rộng lớn, viên mãn rốt ráo, gồm đủ tuyệt đối ba pháp tính giải hạnh, liền đạt được địa thứ nhất. Này theo thứ lớp nơi quả vị Bồ Tát, đó gọi là địa chưa phát tâm Bồ Đề. Này thiện nam, ví như Triệu Luân Thánh Vương, tuy có sắc tướng vượt hơn hẳn mọi người, nhưng chưa đạt được sắc tướng của chư thiên. Quả vị Bồ Tát này cũng là như vậy, tôi đã vượt hơn hết thảy thế gian, các bậc thanh văn chuyên giác, nhưng chưa đạt quả vị tối thượng của Bồ Tát. Lại nữa, ánh sáng chiếu khắp nơi quả vị Phật không ở giữa, không ở ngoài biên, nhưng không sót một nơi chốn nào, hết thảy đều thanh tịnh. Đối với các pháp đều tự tại, có thể khéo xem xét khắp vô số thứ tướng, khiến tất cả hữu tình cũng đạt được lợi lạc. Những gì là các Bồ Tát hành trì 10 loại tam địa? Đó là 1. Cao quý hơn hết, 2. Khéo ăn trụ, 3. Không lay động, 4. Không thoái chuyển,
5. Chứa nhóm những thứ báu. 6. Như ánh mặt trời sáng rực. 7. Hết thảy các nghĩa đều thành tựu. 8. Trí tuệ sáng tỏ. 9. An trú hiện tại trước Phật. 10. Đạt pháp tam muội thủ lăng nghiêm. Như thế tức nẻo hành trì chánh định của Bồ Tát là vô biên. Lại nữa có 12 loại pháp tổng trì. Những gì là 12 pháp? 1. Pháp quán đảnh. 2. Pháp đại trí. 3. Âm thanh thanh tịnh. 4. Kho chứa vô tận. 4. 5. Chuyển đổi vô biên. 6. Pháp hải ấn. 7. Hoa sen trang nghiêm. 8. Hướng đến cửa vô ngại. 9. Quyết định xuất sinh các hành giải vô ngại. 10. Trụ nơi cõi Phật trang nghiêm. 11. Sắc tướng vô biên. 12. Thành tựu viên mãn sắc tướng nơi thân Phật. Đó là 12 loại pháp tổng trì. Lại có 6 thứ thần thông. Những gì là 6? 1. Thiên nhãn thông. 2. Thiên nhĩ thông. 3. Tha tâm trí thông. 4. Túc trụ tùy niệm trí thông. 5. Thần cảnh trí thông. 6. Lậu tận trí thông. Đó là 6 thần thông. Lại nữa các vị Bồ Tát có 10 thứ tự tại. Những gì là 10? 1. Có đủ diệu lực thọ lượng vô trong vô lượng a tăng kỳ kiếp, tức là tạo mạng tự tại. 2. Có pháp môn tam ma địa vi diệu không thể đeo bày, không thể bàn luận, liên tục hội nhập vào những cảnh giới tương ưng thù thắng, tức là tâm tự tại. 3. Có vô số vật dụng trang nghiêm của tất cả thế giới, trang nghiêm hộ trì chỉ rõ chỗ thuận hợp, tức là thọ dụng tự tại. 4. Tùy theo sức mạnh của nghiệp báo trong thời phần nào đó để được hiển bày, tức là nghiệp tự tại. 5. Thể hiện thọ sinh nơi tất cả các thế giới, tức thọ sinh tự tại. 6. Gặp Phật thì hiện trọn vẹn ở hết thảy các thế giới, tức là tinh hiệu tự tại. 7. Tùy theo lúc muốn thích ở trong các quốc độ hiện thành Bồ Đề, tức là ý nguyện tự tại. 8. Ở nơi hết thảy các thế giới có thể hiện bày vô biên thần thông, tức là thần thông tự tại. 9. Ánh sáng của pháp môn vô biên, vô trung thường hiện rõ, tức là pháp lực tự tại. 10. Đối với những pháp của Như Lai, như 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại giải, 18 pháp bất cộng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cùng hiện chứng quả vị Bồ Đề tối thượng, ba đời đầy đủ nơi hết thảy cõi Phật, trong số lượng cõi nhiều như những hạt bụi, để biết rõ về một tướng, gồm đủ các tướng thù thắng cho đến hiện chứng nhất thiết trí thể hiển bày rõ, tức là trí tự tại. Đó là 10 thứ tự tại của Bồ Tát. Lại nữa, những gì là 10 lực của Bồ Tát? Đó là 1. Lực của ý vui thích. 2. Lực sâu xa bền bỉ. 3. Lực của phương tiện. 4. Lực của trí tuệ. 5. Lực của nguyện. 6. Lực hành trì. 7. Lực chuyên chở. 8. Lực biến hóa thần diệu. 9. Lực Bồ Đề. 10. Lực chuyển pháp luân. Đó là 10 lực của hàng Bồ Tát. Những gì là 4 vô sở ý của Bồ Tát? Đó là 1. Đối với các pháp tổng trì, tùy chỗ nghe được đều có thể nhận lấy, nêu giảng về nghĩa lý, không lo sợ. 2. Thấu rõ pháp vô ngã, nên không nhiễu hại kẻ khác, gồm chứa pháp gốc vô tướng, tu tập oai nghi không thiếu sót, ban nghiệp thanh tịnh, thành tựu việc hộ trì rộng lớn, không hề sợ sệt. 3. Thường giữ gìn chánh pháp, không hề quên mất, an trú rốt ráo, nơi phương tiện trí tuệ, cứu độ hữu tình, không sinh tâm buông lung, mở bày pháp thiện, đạt được sự xa lìa các chướng ngại, khó khăn, không hề sợ hãi. 4. Không quên mất tâm của nhất thiết trí, cũng như đối với các thừa khác, nơi các con đường xuất ly, đều được tự tại, viên mãn, thành tựu được hết thảy các loại, hết thảy các việc, không sợ hãi. Đó là 4 pháp vô sở ý của Bồ Tát. Những gì là 18 pháp bất cộng của Bồ Tát? Đó là 1. Bồ Tát bố thí, không chấp trước. 2. Bồ Tát trì giới, không chấp trước. 3. Bồ Tát thực hành hạnh nhẫn nhục, không chấp trước. 4. Bồ Tát luôn tinh tấn, không chấp trước. 5. Bồ Tát tu tập thiền định, không chấp trước. 6. Bồ Tát đạt trí tuệ, không chấp trước. 7. Bồ Tát dùng 4 nhiếp pháp để tu phục hữu tình. 8. Khéo rõ các pháp hồi hướng. 9. Khéo dùng các phương tiện khiến cho các hữu tình tăng trưởng các hạnh đã tu tập. 10. Mở bài chỉ rõ con đường xuất ly của pháp thượng thừa. 11. Đối với pháp đại thừa không hề thoái chuyển. 12. Bày tỏ về cửa sinh tử của vài niết bàn. 13. Đối với căn bản nơi kinh điển
không bớt câu chữ. 14. Trong chỗ tạo tác hành hóa, trí tuệ luôn đi trước. 15. Nơi sinh ra luôn xa lìa lỗi lầm. 16. Đối với thân, khẩu ý luôn gồm đủ 10 nghiệp thiện. 17. Chịu đựng các khổ, không lìa bỏ hết thảy hữu tình. 18. Tất cả những sự yêu thích nơi thế gian, thể đều thể hiện rõ ràng, cùng cấp, từ hàng phàm phu đến bậc thanh văn duyên giác. Khéo dùng những thứ quý báu và cây như ý trang trí đẹp đẽ, vững chắc, khiến tâm của nhất thiết trí vĩnh viễn không quên mất, đạt tất cả pháp, y theo pháp quán đảnh, thường theo chỗ mong muốn được gặp Phật Pháp Tăng. Đó là 10 pháp bất cộng của Bồ Tát. Thế nào là 10 lực của Như Lai? Đó là 1. Trí lực nơi xứ chẳng phải là xứ. 2. Trí lực giáo hóa chỉ rõ về nhân quả báo ứng theo nghiệp trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai. 3. Trí lực tin tưởng và hiểu rõ về mọi thứ pháp. 4. Trí lực hiểu rõ đủ loại cảnh giới. 5. Trí lực hiểu rõ phân biệt được căn trí của mình và của người khác. 6. Trí lực đạt đến nẻo đạo. 7. Trí lực phát khởi hết thảy pháp thiền định giải thoát, các pháp chánh định, đẳng trì nhiễm tịnh. 8. Trí lực theo sự nhớ nghĩ về kiếp trước. 9. Trí lực về sinh tử. 10. Lực dứt sạch hết các lậu. Đó là 10 lực của Như Lai. Thế nào là 4 pháp vô sở ý của Như Lai? Đó là 1. Trí hiện chứng tất cả pháp không sợ hãi. 2. Trí dứt sạch các lậu không sợ hãi. 3. Quyết định giảng nói về chướng ngại nơi đạo không sợ hãi. 4. Xuất ly hết sạch các nẻo khổ không sợ hãi. Đó là 4 pháp vô sở ý của Như Lai. Kinh Trừ Cả Chướng, Bồ Tát Sở Vấn, quyển 8. Lại nữa, những gì là 10 pháp bất cộng của Như Lai? Đó là 1. Thân của Như Lai không lười, mỏi mệt. 2. Lời nói không vội vàng, thô bạo. 3. Không mất chánh niệm. 4. Luôn giữ tâm nơi chánh định. 5. Không có các thứ tưởng. 6. Tâm luôn nhận biết xa bỏ. 7. Tâm mong cầu không giảm. 8. Tinh tấn không giảm. 9. Niệm không giảm. 10. Định không giảm. 11. Tuệ không giảm. 12. Giải thoát. Giải thoát tri kiến không giảm. 13. Ở đời quá khứ không có tri kiến chấp trước, chướng ngại, luôn chuyển, biến, thuận hợp. 14. Đối với đời vị lai, tri kiến không chấp trước, không chướng ngại, chuyển biến tùy thuận. 15. Đối với đời hiện tại, tri kiến không chấp trước, không chướng ngại, luôn chuyển biến thuận hợp. 16. Đối với các nghiệp về thân, trí tuệ luôn dẫn đường đi trước, theo trí tuệ mà chuyển biến. 17. Đối với các nghiệp về ngôn ngữ, trí tuệ luôn dẫn đường đi trước, theo trí tuệ mà chuyển biến. 18. Đối với các nghiệp về ý, trí tuệ luôn dẫn đường đi trước, theo trí tuệ mà chuyển biến. Đó là 18 pháp bất cộng của Như Lai. Những gì là tâm đại bi của Như Lai? Này thiện nam, luôn tinh tấn hành hóa 32 tướng, tức giấy khởi tâm đại bi của Như Lai, đối với vô biên thế giới khắp mười phương, luôn hiện ra các tướng không thể nghĩ bàn, đều từ tâm đại bi của Như Lai mà biến chuyển. Những gì là 32 tướng? Đó là 1. Các pháp đều không có ngã, nhưng các hữu tình không thể tự hiểu rõ lý vô ngã ấy, nên Như Lai vì họ mà phát khởi tâm đại bi. 2. Hết thảy các pháp đều không có thọ mạng, nhưng các hữu tình chấp là có, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 3. Tất cả các pháp đều không có tọa mạng, nhưng các hữu tình chấp là có, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 4. Tất cả các pháp đều không có Bồ Đắc Dạ La, nhưng các hữu tình sinh tâm chấp giữ, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 5. Tất cả các pháp đều không có tự tánh, nhưng các hữu tình lại nhận là có tự tánh, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 6. Tất cả các pháp đều không có chướng ngại, nhưng các hữu tình lại vướng mắc nơi các chướng ngại, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 7. Tất cả các pháp đều không chứa đựng, nhưng các hữu tình lại thích đắm nhiễm, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 8. Các pháp đều không có chủ thể, nhưng các loài hữu tình lại chấp nơi tướng ngã, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 9. Tất cả các pháp đều không có tùy thuộc,
Nhưng các hữu tình sinh tâm chấp giữ, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 10. Hết thảy các pháp đều không có hình tướng, sự vật, nhưng các hữu tình lại tham vướng nơi cảnh vật, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 11. Các pháp đều không có chủng tộc, nhưng các hữu tình lại sinh tâm chấp trước, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 12. Tất cả các pháp đều không sinh không diệt, nhưng các hữu tình chấp là có sinh diệt, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 13. Tất cả các pháp đều không có cấu nhiễm, nhưng các hữu tình tự sinh tâm cấu nhiễm, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 14. Tất cả các pháp đều lìa tham, nhưng các hữu tình thì sinh tâm tham ái, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 15. Tất cả các pháp đều lìa sân, nhưng các hữu tình lại sinh tâm giận dữ, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 16. Tất cả các pháp đều xa lìa si, mà các hữu tình luôn giấy tâm si tối, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 17. Tất cả các pháp đều không đến, nhưng các hữu tình chấp là các có các cõi, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 18. Các pháp đều không đi, nhưng các hữu tình lại chấp là có sinh ra, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 19. Tất cả các pháp đều không hành, mà các hữu tình thì luôn hành, động, tạo tác, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 20. Tất cả các pháp đều không hí luận, nhưng các hữu tình ưa thích, tham đắm trong hí luận, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 21. Các pháp đều không, nhưng các hữu tình lại giấy theo chấp có, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 22. Tất cả các pháp đều vô tướng, nhưng các hữu tình lại vướng mắc nơi tướng của cảnh giới, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 23. Tất cả các pháp đều vô nguyện, nhưng các hữu tình đều luôn chuyển theo nguyện, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 24. Các hữu tình trong thế gian khi tụ họp thường tranh tụng với các lỗi lầm như tham, giận, vân vân, Như Lai xem xét vì họ giảng nói những pháp cơ bản khiến họ dứt trừ được tâm tham sân kia, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 25. Các hữu tình trong thế gian khi nhóm họp thường làm những điều điên đảo, dẫm lên đường hiểm ác, ở các nơi chốn tà quái, nhằm khiến những kẻ đó vào nẻo như thật, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 26. Các hữu tình trong thế giới khi nhóm họp thường gia tăng lòng tham lam, kêu bẩn, xâm phạm hoặc chiếm lấy tài sản của kẻ khác, không biết chán đủ, vì muốn cho những kẻ ấy có đủ những của cải nơi thánh pháp như giới, văn, xã, tuệ, do đó Như Lai phát khởi tâm đại bi. 27. Các hữu tình trong thế gian đối với các thứ như nhà, ở, của cải và con, luôn sinh tâm tham ái, phải tự hạ thấp thân mình như kẻ tôi tớ, ở nơi không chân thật mà luôn nghĩ tưởng, tính toán cho là chân thật. Phật vì những kẻ ấy giảng nói pháp yếu khiến họ biết các pháp chỉ đều là vô thường, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 28. Những hữu tình trong thế gian do phải gian khổ để mưu sinh, nên luôn dối trá, lùi gạt lẫn nhau. Phật vì những kẻ ấy giảng nói pháp cơ bản nhằm khiến họ có được đời sống trong sạch, tự nuôi thân mạng, do đó Như Lai phát khởi tâm đại bi. 29. Những hữu tình ở thế gian vì danh vọng lợi dưỡng luôn dốc sức kiếm tìm, không hề biết thỏa mãn, vì nhằm khiến những kẻ ấy hiểu rõ như thật, sinh tâm chán đủ, cuối cùng diệt được khổ, đạt được an lạc của Niết Bàn, do đó Như Lai phát khởi tâm đại bi. 30. Những hữu tình trong thế gian thường sinh tham ái, ở nơi cõi khổ đều hết bị cấu nhiễm. Phật và những kẻ ấy giảng nói pháp chính yếu khiến họ lìa khổ, ra khỏi ba khổ, cho nên Như Lai phát khởi tâm đại bi. 31. Vì cho tất cả các pháp là lìa nhân duyên, nên những hữu tình trong thế gian sinh tâm biến trễ, nơi cửa giải thoát của thánh pháp lại giấy chướng ngại. Phật vì những hữu tình đó giảng nói pháp giải thoát chân thật, khiến họ dốc hành tinh tấn. Vì thế Như Lai phát khởi tâm đại bi. 32. Những hữu tình trong thế gian từ bỏ trí vi diệu tối thượng, không chấp trước của Niết Bàn thù thắng, lại thích cầu quả vị Niết Bàn nơi thừa thấp là thanh văn duyên giác, vì muốn cho những người ấy ưa thích về cõi rộng lớn là cầu đại trí tuệ Phật. Vì thế Như Lai phát khởi tâm đại bi. Này thiện nam, siêng năng thực hành 32 thứ tướng như vậy, nên Như Lai phát khởi tâm đại bi.
Như thế chỗ nói về hạnh đại bi của Như Lai, nếu có Bồ Tát tinh tấn hành trì 32 tướng đó phát khởi tâm đại bi, thì vị đại Bồ Tát ấy ở trong cõi công đức phước báo có thể thành tựu đầy đủ uy quang rộng lớn, đem lợi lạc cho các hữu tình, khế hợp với sự nghiệp, đạt quả vị bất thoái chuyển. Do vậy, nên biết vô lượng vô số pháp tự tại hiện có như thế nơi phần vị hoặc chư Như Lai hoặc các Bồ Tát cho đến người ở nơi kiếp sau rốt tận cùng giảng nói rộng, nhưng đều không thể đạt được nẻo tận cùng kia. Nay chỗ đeo bài ấy chỉ là một phần rất nhỏ vì nhằm khiến các hữu tình phát sinh hoan hỷ tin tưởng thanh tịnh tối thượng. Đó là Bồ Tát đạt pháp bất động nơi pháp thiện của hết thảy hữu tình nhằm cứu độ nuôi dưỡng các loài. Nay thiện nam, thế nào là Bồ Tát có vô lượng mây pháp làm hàm chứa sự chấm dứt, tạo nên các trận mưa pháp rộng lớn. Như gió nơi thế gian không có biên vực giới hạn, nhưng phong luân thì rộng lớn, vững bền. Nhận giữ hết thảy các thế giới khắp nơi, hoặc lúa, hoặc lúc tạo nên, hoặc khi hủy diệt, cùng với vô số mây nơi thủy luân, gồm biển lớn và bốn đại châu, núi một chân lân đà, núi đạo một chân lân đà, núi tuyết, núi thiết phi, núi đại thiết phi, núi hương túy và rừng cây, cung điện, lầu cát. Phong luân Đà La Ni của Đại Bồ Tát cũng là như thế, đều có thể thâu tóm, nhận giữ hết thảy mây của bậc chánh đẳng giác. Chánh giác tuôn ra những trận mưa pháp rộng lớn không ngăn ngại. Ở đây tất cả thế giới đều có thể thành tựu pháp công đức của Phật, như điều đã nói về núi Tu Di, là các tướng sai biệt nơi thế gian, tức là tướng thù thắng của Tam Phước, 10 địa, 10 pháp Ba La Mật, 10 pháp chánh định, 12 pháp Đà La Ni, 6 pháp thần thông, 10 tự tại, 10 lực, 4 pháp vô sở ý, 4 pháp vô ngại giải, 18 pháp bất cộng, tâm đại bi. Là hết thảy pháp của Phật và Bồ Tát đều có thể thâu nhận nắm giữ đầy đủ. Lại thường nắm giữ hết thảy trăm ngàn nhóm pháp của thế gian và xuất thế gian đều thành tựu trọn vẹn. Đó là Bồ Tát có vô lượng đám mây pháp hàm chứa sự tâm ước tạo nên những cơn mưa pháp rộng lớn. Này thiện nam, thế nào là pháp lớn của Bồ Tát với vô số thứ lầu gác trang nghiêm, bày biện uy nghi đẹp đẽ? Như gió nơi thế gian có thể thổi lay cùng khắp tất cả lầu gác trang nghiêm, mọi thứ đều đặt để ổn định, rất uy nghi, đẹp đẽ, đáng yêu thích, cùng với hết thảy rừng cây, cành lá, thân, nhánh, hoa, trái, nhụy v.v. và tất cả bộ phận trong thân của các hữu tình, đều do sức gió thường thổi lay mà thành. Gió của Bồ Tát cũng là như vậy, dùng trí biện tài với diệu lực vô biên, vô ngại, không chấp trước, đều có thể nêu bày tất cả các thứ pháp môn của thế gian và xuất thế gian, thứ lớp đầy đủ nơi khơi mở cửa chỉ rõ, soi chiếu sáng, gồm vô số pháp thù thắng vi diệu. Đó là tướng ấy là pháp của cõi ác tạo nên, đây là pháp của cõi thiện tạo nên, đây là pháp tạo thành sự tăng trưởng, đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, đây là súc sinh, đây là hàng người trời, đây là chuyển luân thánh vương, đây là các thiên chủ đế thích phạm vương hộ thế, đây là quyến thuộc của sắc tướng, cùng diệu lực của phước đức thông tỏ, nhanh nhẹn, đây là sự khéo suy tính của trí tuệ sáng suốt, đây là năng lực tài nghệ, đây là sách vở khéo giải rõ các giáo điển, đây là pháp của thừa thanh văn làm nên quả vị thanh văn, đây là pháp của bậc duyên giác làm nên quả vị duyên giác, đây là pháp đại thừa có đủ các tướng hơn hẳn, đầy đủ sự nghiệp tự lợi lợi tha, thành tựu tất cả thắng trí của hạnh phổ hiền. Cho đến đây là 10 địa, 16 ba la mật, 10 pháp chánh định, 12 pháp tổng trì, 6 pháp thần thông, 3 minh, 10 pháp tự tại, 8 pháp giải thoát, 10 lực bốn vô sở ý, 10 pháp biện giải vô ngại, 18 pháp bất cộng. Nay thiện nam, Bồ Tát khéo có thể thiết lập vô lượng các thứ pháp như thế, pháp môn tổng trì liên hoa trang nghiêm, bày biện pháp trang nghiêm diệu xảo, đó là Bồ Tát có pháp lớn với vô số lầu gác trang nghiêm, bày biện uy nghi đẹp đẽ. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát ở trong các chúng hội thường quyết định dùng cây quý trang nghiêm phát ra pháp âm chân chánh, nhiệm màu tuôn mưa hoa làm tâm ý vui thích, như rừng cây quý được gió thổi động,
làm mưa xuống vô số các loài hoa hương y phục quý báu tới các loài nhạc. Đầy đủ các thứ trang nghiêm như thế lại liên tục tuôn ra, khiến cho các hàng trời người đã được hoan hỷ, vui thích, không còn lo buồn, luôn đủ mọi sắc tướng uy lực sự siêng năng, vui, mạnh, không giảm. Do trí tuệ của Bồ Tát cũng là như thế. Bồ Tát thường ở trong pháp hội lớn nơi các thế giới thanh tịnh của Như Lai. Về các hữu tình, giảng nói về 12 phần giáo là khế kinh, ấn tụng, ký biệt, phúng tụng, thí dụ, duyên khởi, tự thuyết, bản sự, bản sinh, phương quảng, hy pháp, luận nghĩa, thường tuôn mưa, hoa, báu, chánh pháp như thế. Vì các chúng sinh nơi việc thuận trái với những tập quán, từ khởi đầu đến từng thứ bậc, trước sau, giảng nói trao truyền giáo pháp, hết thảy các chỗ chuyên hợp ở thế gian đều dẫn dắt, chỉ bày về tánh của pháp là vô ngã, vắng lặng, thanh tịnh, mở bày. Làm nở tất cả các pháp môn, gồm thu chung mọi pháp tánh, chỉ bảo khiến hội nhập vào pháp như huyễn, không thể nghĩ bàn, làm hiển lộ trí tuệ lớn nơi pháp môn như huyễn. Khi các hữu tình tăng trưởng tự tại nơi tất cả pháp lạc, mọi sự hỏi đáp không ở trong, không ở hai bên, nếu có thể khéo phát khởi, tạo hoan hỷ rộng khắp, luôn khiến cho mọi người, cho mọi vườn rừng chánh pháp, không tạo lỗi lầm nơi các nghiệp thân khẩu ý, không tạo thêm mọi vui vẻ, dứt mọi biến trệ thoái chuyển, là khiến cho hàng trời người được thọ dụng đầy đủ. Pháp thiện không giảm, ánh sáng của trí tuệ chiếu soi, thường an trụ trong pháp thanh tịnh thối thắng. Đó là Bồ Tát ở trong các chúng hội quyết định dùng cây quý trang nghiêm phát ra pháp âm chân chánh, nhiệm màu, tuôn xuống mưa hoa khiến tâm ý vui thích. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát trong vô số kiếp ở nơi thánh hội thanh tịnh tạo lập tích chứa, thành biện pháp môn Tam Ma Địa, tổng trì, giải thoát rừng rậm giáo pháp như ánh sáng mặt trời mặt trăng xoay khắp núi diệu cao, như cung điện đẹp đẽ nơi núi Luân Vi, cùng tất cả hữu tình đã được điều phục thành thục trang nghiêm, khéo ăn trụ đến quả vị vô thượng, không thân làm chỗ dựa chuyển, biến thuận theo ngọn gió trí tuệ nơi đạo tràng, là nhân của giải thoát. Ví như gió kiếp và thời kỳ thế giới bị hủy hoại, gió ấy không bị ngăn trở, uy lực càng nhanh chóng, mạnh mẽ, thổi động cùng khắp cả tam thiên, đại thiên thế giới, với hàng trăm ngàn vô số ức các núi Tiết Phi, Tu Di, biển lớn, đã bị phá tan, hủy diệt hết sạch, đồng như hư không. Gió của Bồ Tát cũng là như thế. Từ trong nhiều trăm ngàn kiếp tích lũy vô số các loại phước đức, trí tuệ, trang nghiêm, Bồ Tát dùng diệu lực rộng lớn có thể hiện ra đủ các thứ thần thông biến hóa, khéo chuyển pháp luân thanh tịnh không chướng ngại, phát ra âm thanh, nhiệm màu, điều phục khắp hết cả chúng hội. Do đấy từ phong luân trí tuệ hiện bày các nhóm pháp từng tích lũy, chỗ điều phục kia đem xem xét ánh sáng của pháp vi diệu tối thượng, đã các hành không vướng mắc, giấy khởi ở sức mạnh hơn hẳn, đầy đủ sự bền chắc, trong tâm trụ nơi chân chánh, thành tựu chánh định, nơi tưởng uẩn xứ giới cùng thân nơi ba cõi tạo tác các hành, đều phá trừ chỗ chấp về không thân, hiểu rõ đều là phân biệt hư vọng, vươn lên trên tất cả thế gian. Sau đấy, mới hiện bày đầy đủ phước đức thù thắng suốt thế gian, vô tướng, không thể nghĩ bàn, nương tựa, biến chuyển, thuận hợp, đạt được sự thanh tịnh tột bậc, rồi vào biên vực sâu cùng, lìa mọi sầu khổ. Đó là Bồ Tát trong vô số kiếp, từng ở nơi các thánh hội thanh tịnh, tạo lập tích chứa thành biển các pháp môn Tam Ma Địa, tổng trì giải thoát, là nhân của giải thoát. Nay thiện nam, Bồ Tát nếu tu 10 tư pháp như thế, tức đạt được như gió. Bây giờ Bồ Tát trừ cả chướng, tiến đến trước chỗ Phật bạch: Hy hữu thay Thế Tôn, hy hữu thay bậc thiện thệ, đã khéo giảng nói pháp rộng lớn như vậy, cho đến đầy đủ hết thảy các tướng thù thắng, có thể khiến cho các Bồ Tát đại sĩ đều sinh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, nếu hàng trời người có thể ở nơi các pháp như thế, tin hiểu tu hành đúng như điều Phật đã dạy, người ấy liền đạt được hết thảy, thọ nhận đầy đủ sự an lạc vi diệu hơn hẳn tự tại như các vị trời Phạm Vương Đế Thích Hộ Thế. Mọi đời này, đời khác hiện có, người ấy đều đạt được đầy đủ tất cả hạnh lợi tha thù thắng.
Phật nói, này thiện nam, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Những khổ tình kia vượt qua hết thảy các thế gian, được nhiều người hết lòng chiêm ngưỡng, dứt hết các pháp ác. Đầy đủ các pháp thiện là chỗ quy hướng của hết thảy thế gian. Này thiện nam, nếu các hữu tình ở trong pháp này có thể tu tập, hoặc ngược lại có thể có kẻ nảy sinh tâm khinh thường cho bay, thì Như Lai nói kể là hạng ngu si sẽ bị đọa vào đại địa ngục tối tăm giữa bao khổ não. Các hàng trời người Atula nơi thế gian thảy đều buồn thương. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu hành 10 tứ pháp sau đây, tức được như hư không. Những gì là 10 pháp? Đó là 1. Không có cấu uế. 2. Không ngăn ngại. 3. Vắng lặng. 4. Không có hình tướng. 5. Trí tuệ vô biên. 6. Bình đẳng theo đấy nhận biết hết thảy pháp. 7. Biết rõ tất cả pháp như hư không, tự tánh là giải thoát. 8. Không trụ. 9. Vượt qua tướng của các cảnh giới. 10. Vượt qua mọi nẻo tầm tứ. Nếu Bồ Tát tu tập 10 thứ pháp ấy, tức đạt được như hư không. Này thiện nam, là có 10 pháp. Nếu Bồ Tát tu hành theo đấy, sẽ được như hư không. 10 pháp ấy là những gì? Đó là 1. Đối với mọi hình sắc hợp ý hoặc không hợp ý đều không yêu, không ghét. 2. Đối với các loại âm thanh hợp ý hay không hợp ý đều không yêu, không ghét. 3. Đối với các mùi hương vừa ý hoặc không vừa ý đều không yêu, không ghét. 4. Đối với các mùi vị hợp ý hay không hợp ý đều không yêu, không ghét. 5. Đối với các xúc chạm hợp ý hay không hợp ý đều không yêu, không ghét. 6. Đối với tất cả các pháp hợp ý hay không hợp ý đều không yêu, không ghét. 7. Đối với các pháp lợi lạc hay suy tổn đều không yêu, không ghét. 8. Đối với các pháp vui hay khổ đều không yêu, không ghét. 9. Đối với các pháp được khen hay bị chê đều không yêu, không ghét. 10. Đối với các pháp được đề cao hay bị hủy báng đều không yêu, không ghét. Bồ Tát nếu tu hành 10 thứ pháp ấy, tức như hư không. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nếu tu hành 10 thứ pháp sau đây, tức đạt được như mặt trăng. Những gì là 10 pháp? Đó là 1. Khiến cho các loài hữu tình đều sinh hoan hỷ. 2. Mọi người đều thích nhìn thấy. 3. Pháp thiện thêm lớn. 4. Pháp ác tổn giảm. 5. Mọi người đều ca ngợi. 6. Tệ tướng thanh tịnh. 7. Hành hóa theo thừa tối thượng. 8. Thường tự trang nghiêm. 9. Pháp lạc tự tại. 10. Đầy đủ đại thần thông uy đức. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát khiến cho các hữu tình đều sinh hoan hỷ? Như mặt trăng mới mọc, hết thảy hữu tình đều được mát mẻ vừa ý, nên sinh hoan hỷ. Mặt trăng của Bồ Tát cũng lại như thế. Lúc mới xuất hiện, hết thảy hữu tình liền được xa lìa phiền não nung đốt, nên sinh mừng rỡ vui vẻ. Đó là Bồ Tát khiến cho các hữu tình đều sinh hoan hỷ. Thế nào là Bồ Tát được mọi người vui thích nhìn ngắm? Như trăng mới mọc, hết thảy hữu tình đều thích nhìn ngắm, đều khen là trong sáng tươi đẹp, khiến các chúng sinh sinh lòng mừng vui. Mặt trăng của Bồ Tát cũng lại như thế. Lúc mới xuất hiện, hết thảy hữu tình đều yêu thích, vừa ý. Tức là các căn thanh tịnh, hạt giống thuần khiết, các nẻo hành hóa làm đều đầy đủ uy nghi. Đó là Bồ Tát được mọi người vui thích nhìn ngắm. Thế nào là Bồ Tát có pháp thiện tăng trưởng? Như thời gian có trăng, từ lúc mới xuất hiện, ngày ngày càng tròn sáng dần, cho đến đêm rằm thì trăng tròn đầy, các hình tướng đều trọn vẹn. Ánh trăng của Bồ Tát cũng là như thế, từ khi mới phát tâm cho đến lúc ngồi nơi đạo tràng, pháp thiện ngày ngày dần dần thêm lớn. Đến khi an tọa nơi đạo tràng, rồi thì hết thảy các tướng tốt đẹp đều hiện bày đầy đủ. Đó là Bồ Tát có thể có những pháp thiện tăng trưởng. Thế nào là Bồ Tát có những pháp ác được tổn giảm? Như thời gian không có mặt trăng, hình tướng sáng tròn của trăng cứ dần dần giảm đi, liên tục như thế, cho đến đêm cuối tháng thì tất cả không còn hiện nữa. Mặt trăng của Bồ Tát cũng là như vậy. Đến khi gồm đủ trí xuất thế thì pháp ác dần dần giảm đi. Như thế cho đến khi ngồi nơi đạo tràng, tất cả pháp ác đều giảm hết, không còn sót gì cả. Đó là Bồ Tát có các pháp ác được tổn giảm. Thế nào là Bồ Tát đều được mọi người ngợi khen?
như mặt trăng khi vừa mới mọc, các hàng sa môn Sắc Đế Lợi, nam nữ lớn nhỏ, hết thảy dân chúng đều khen ngợi mặt trăng của Bồ Tát cũng là như thế. Lúc mới xuất hiện, hết thảy hàng trời người Atula Càn Đất Bà trong thế gian đều ngợi khen, đó là Bồ Tát được mọi người ngợi khen. Thế nào là Bồ Tát được thể tướng thanh tịnh? Như Nguyệt Thiên Tử, thể tướng đều thanh tịnh, tinh khiết sáng trong, không cấu nhiễm, tức là chỗ thành tựu của loại nghiệp báo hơn hẳn. Thể tướng của Bồ Tát cũng là như vậy, xưa nay không cấu nhiễm thanh tịnh, tinh khiết, tạo nên chỗ hóa sinh thanh tịnh, không phải từ tinh khí bất tịnh của cha mẹ sinh ra. Đó là thể tướng thanh tịnh của Bồ Tát. Thế nào là Bồ Tát hành hóa theo thừa tối thượng? Như Nguyệt Thiên Tử, ngựa nơi cổ xe thanh tịnh, chiếu soi khắp cõi thiên hạ, mặt trăng của Bồ Tát cũng là như thế. Hành hóa nơi thừa Bồ Tát tối thượng, chiếu soi khắp vô biên, hết thảy các thế giới. Đó là Bồ Tát hành hóa nơi thừa tối thượng. Thế nào là Bồ Tát thường tự trang nghiêm? Như Nguyệt Thiên Tử, tướng vốn thanh tịnh, luôn tự trang nghiêm, không dùng sự tắm gội để tự trang nghiêm, mặt trăng của Bồ Tát cũng là như thế. Các thứ công đức hơn hẳn luôn dùng để tự trang nghiêm, đó là Bồ Tát thường tự trang nghiêm. Thế nào là Bồ Tát tự tại nơi các pháp lạc? Như Nguyệt Thiên Tử thường thọ nhận diệu lạc nơi cõi trời, mặt trăng của Bồ Tát cũng là như thế, thường tự tại nơi các pháp lạc thắng diệu, không nhiễm các cảnh giới dục của thế gian, đó là Bồ Tát tự tại nơi các pháp lạc. Thế nào là Bồ Tát có đầy đủ uy đức của đại thần thông? Như Nguyệt Thiên Tử đầy đủ đại thần thông, uy đức soi chiếu rộng khắp tất cả, mặt trăng Bồ Tát cũng là như thế, có đầy đủ phước đức trí tuệ công đức hơn hẳn, đó là Bồ Tát có đầy đủ uy đức của đại thần thông. Này Thiện Nam, Bồ Tát nếu tu hành đủ 10 pháp ấy thì được như mặt trăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Trường Ca Chướng, Bồ Tát Sa Văn, quyển thứ 8 hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp kẻ để thứ ba chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Trường Ca Chướng, Bồ Tát Sa Văn.